Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu một bức tranh, và đó là gì ạ? Ok, đi rồi tan phím nha mọi người. À, trong 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 ăn phi nha mọi người. Ok, và mình sẽ bắt đầu tô luôn để mất thời gian của mọi người nhé. Anh này được tên là đào tạo phím đầu màu xanh rêu nha. Mình xanh là mắt mọi người. Ở đâu mình xin là cây rồi tôi nhầm thôi, mình nhớ mẹ nhỉ. Không sao, đẹp là được anh em nhớ đúng không nhỉ? Đó, băng quấn cũng màu xanh nhỉ. Ok. History. Con này toàn chơi kiểu áp sát sau nhá. À gần hết độ là không lướt được. Nãy giờ theo mình được bức tranh thật là đẹp nhưng mà kiếm mình tô màu giống nhau cho đỡ cho cái phân biệt anh em ạ. Ba bao kiếm luôn nha. Cái rô này chắc là trước time skip, chính xác hơn là trước arc water 7. Tiêu kiểu gì? Ok, trước khi đánh ở water 7 nha. Ngầu đẹp đẹp. À đấy. Đó, tôi cho mình nhé. Đấy, lúc chiêu đều vai. Chiêu không đỡ được luôn mà. Áo màu trắng thì vẫn là áo gốc của Sro, nhưng mà mình thích đổi sang một cam nhé mọi người. Xong rồi mới lạ anh ạ. Ok. Mình sẽ tạo thêm cả sóng tím và độc tím nơi này mà. Mình sẽ để mọi người tôi nhé. Ôi dạ. Anh đừng chung mẹ gì lên xuống rồi một cái bố thôi. Đó, mình phải tạo lên cả sát chi nguyên tiền nhé. Gần như tiền 2 chả bắt tác dụng gì. Mày đi. Chết anh. Mà con thế mà. Con nào? Đấy con mày biết từ giờ thế đấy. Thế đâu, con đi khỏe vãi trưởng. Đừng có cái chiêu gọi, đừng nó gom lại. Không nha, con đi áp sát đằng sau khỏe lắm. Đấy đấy. Xe đây né nhanh. Nó không thể tí đi nào, nó là những chiêu nó chói. Phải chết nó rồi. Đấy. Thôi. Để nhớ chứ. Như ông né được á. Mình lướt rất là né được chơi đấy. Không thấy mệt rồi. Ui! Bắt bài mà mình đừng hết đồ một cái tô đi ạ. Mình cứ hoàn thành cái xe này luôn nhé. Thôi chịu chịu đi con.
đợi mà đợi nào được. Ui chào okay, mọi người tôi mình tôm màu vàng thích nhé. Mình cái bạn này mới xem nghe sơ đây cho mọi người nha. Rồi ai được chết? Dạ. Em đang dùng tu nè. Ai dùng chiêu nghề sớm. Em dùng game 1, em dùng game 1. Nào nào nào. Đây. Anh Đức ơi. Chết rồi. Này Đức. Đó mọi người rất đẹp nha. Mình sẽ để mọi người tô theo nhé. Ok. Chu. Ôi. Tôi. Mọi người tô đi ạ. Đầu thế. Chết này. Tô. Người tô đến đâu rồi ạ? Tôi nhanh lên, mình đổi yếu cho xem bây giờ. Anh chạy nhanh ấy. Ok. Đây nha mọi người.